Hôm nay, thị xã Bị Hào tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các học sinh trúng tuyển vào Đại học Học viện năm 2022 với số điểm cao. Thế dự chúc mừng các em có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Mỹ Hào. Năm học này, toàn thị xã Mỹ Hào có trên 500 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, học viện, trong đó gần 150 em đạt từ 24 điểm trở lên. Các xã phường có nhiều học sinh trúng tuyển đại học, học viện là phường Bần Yên Nhân 87 em, phường Dị Sử 59 em, Phường Nhân Hòa 57 em, phường Phùng Chí Kiên 46 em, phường Bạch Sam 47 em. Đặc biệt có em Kiều Văn Bảo ở xã Dương Quang đạt 29,1 điểm trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thị xã trao giấy khen và phần thưởng cho các em có thành tích cao và học sinh vượt khó thi đỗ vào các trường đại học, học viện năm 2022.